Vâng, xin giới thiệu đến tất cả các bác nhá, một chiếc xe Titan, một chiếc xe đạp cao cấp, cực kỳ là cao cấp, xe Titan. Vừa về xong, vừa tại kho nhà em lên xong các bác nhá. Đấy, rất chất lượng. Vâng, một chiếc xe Đức Titan, hàng cao cấp nhất thế giới, bền nhất thế giới. Vâng, Titan được mệnh danh là những chiếc xe đạp đẳng cấp. Vâng, Titan này các bạn này. Đấy, rất chất lượng, rất chất lượng và rất đẳng cấp. Đây, em sẽ cắt ra để đây, Titan Neum này các bác nhé. Đây, một chiếc xe Đức luôn. Vâng, một chiếc xe Đức Titan đẳng cấp nhất thế giới, rất chất lượng luôn các bác nhé. Vừa về kho, em cho luôn lên để em lắp ráp, để các bác có thể là xem luôn chiếc xe Titan này nhé. Rất chất lượng và rất đẳng cấp. Quá là tuyệt vời cho một chiếc xe Titan. Các bác ạ, đi xe Titan thì quá là ngon. Đây. Vâng, từ siêu thị Nhật về. Đấy, từ siêu thị Nhật về. Rất ngon, rất chất lượng luôn. Titan được mệnh danh là dòng xe đạp tốt nhất, bền nhất thế giới, cứng nhất thế giới, nhẹ nhất thế giới các anh nhé. Đấy. Và được sản xuất tại Made in Germany nhé các anh nhé. Quá chất lượng luôn, chất lượng đẳng cấp luôn. Và chiếc này thì được sử dụng bộ SRAM các bác này. Chiếc này SRAM Mỹ này được thiết kế và sử dụng bộ SRAM của Mỹ cao cấp. Cực kỳ là cao cấp nha các bác nhá, SRAM Mỹ này. Xe này thì đi thì cực kỳ là chất lượng luôn. Quá là chất lượng luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 lít các bác ạ. Vâng, một đĩa 12 lít. Một chiếc xe Titan được sử dụng bộ SRAM của Mỹ, một đĩa 12 lít đây ạ. Cùi đề của nó cũng là SRAM các bác nhá. SRAM cao cấp luôn của Mỹ nhá. Và những cái chiếc xe Titan này thì bộ chuyển động của nó thì cực kỳ là đẳng cấp và cao cấp rồi. Các bác cứ sử dụng thôi. Đấy, đẳng cấp chưa? Rất chất lượng, 112. Và đây. Một chiếc đù Meyer đây các bác này. Đù Meyer cũng là carbon. Vâng, đù Meyer cũng là carbon các bác nhá. Chất lượng số 1 luôn. Vâng, đù Meyer cũng là carbon đây. Cũng là carbon luôn. Cực kỳ là đẳng cấp. Vâng, cứ carbon. Vâng, carbon là đẳng cấp rồi. Thắng đĩa của nó và sử dụng thắng đĩa cực kỳ là đỉnh cao luôn. Thắng đĩa cũng là của SRAM, một bộ full SRAM. Đây, SRAM này, thắng đĩa SRAM hết nhá các bác nhá. Chất lượng vô cùng luôn. Vâng, quá chất lượng. Và cái ghi đông. Vâng, ghi đông này, ghi đông carbon. Đấy, carbon hết. Vâng, carbon. Và khung sườn của nó là Titan. Rất đẳng cấp, rất chất lượng nha các anh nhá. Đấy, chất lượng, chất lượng. Và vâng, cặp lốp của nó cũng là lốp Maxxis các bác nhá. Lốp Maxxis đây ạ. Lốp Maxxis này được sử dụng tại Đức này thì các bác cứ dùng Maxxis đi. Bên em có cả Maxxis nha các anh nhá. Lốp Maxxis đây. Vâng, Đức dùng Maxxis thì chắc chắn là bền rồi các anh nhá. Đấy, cực kỳ là bền rồi. Thì các bác nào mà
cần lốp Maxxis 2627.5 thì cứ alo cho em nhá. Vâng. Quá chất lượng luôn này. Đấy. Cực kỳ là đẳng cấp. Quá ngon. Bàn đạp của nó là bàn đôi bàn đạp CNC. Các bác nhá, bàn đạp CNC. Vâng. Cốt yên của nó cũng là carbon. Vâng, cốt yên carbon. Rất chất lượng. Vâng, quá là chất lượng đẳng cấp luôn. Vân carbon nổi rõ luôn các bác nhá. Vân carbon này. Rất ngon. Đấy. Chất lượng vô cùng luôn các bác nhá. Bác nào cần xe đạp tại siêu thị Nhật cứ alo cho em nhé các anh nhé. Đấy. Cứ alo cho em là có xe đạp cực kỳ là chất lượng luôn để gửi đến tất cả các bác luôn. Rất chất lượng và một cái rất chất lượng luôn. Các bác có thể là tùy chỉnh cái độ cao yên thấp theo chiều cao của các bác nhé. Đấy. Và đi xe đạp các bác tùy chỉnh bằng cốt yên này cho em nhé. Bằng cái cốt yên này cho em nhé. Rất là đơn giản thôi. Rất đơn giản. Rất đơn giản và rất là vỏ đẹp các bác nhá. Quá đẳng cấp luôn. Rất là xịn luôn.
Vâng, các bác thấy một chiếc xe Titan đẹp không ạ? Vâng, theo em nhận xét thì nó là quá là hoàn hảo, quá là đẹp nha các bác nhé. Cực kỳ là chất lượng luôn. Đi thì rất là đầm chắc luôn các bác nhé. Rất xuất sắc, vâng, rất xuất sắc. Hệ thống của nó đây ạ, vâng. SRAM Mỹ, vâng. Phanh SRAM Mỹ này. Toàn bộ là SRAM Mỹ này. Đấy. Chuyển số, chuyển líp SRAM Mỹ này. Đấy. Ghi đông này. Đấy. Carbon hết. Vâng. Khung sườn của nó là Titan. Rất chất lượng. Mai ơ cũng là carbon luôn các nhá. Đấy. SRAM này, Mỹ này. Bộ chuyển động SRAM Mỹ, phanh này, thắng này. Đấy. Rất chất lượng luôn. Hai phục Đức này, hai phục Đức này các bác mà đi thì phải nói là là sướng vô cùng luôn, sướng vô cùng luôn các bác ạ. Xe Titan đây, Titan, vâng, Titan đây nhé các bác nhé, quá là ngon là, vâng, chất lượng vô cùng luôn này các bác này, đẹp rất đẹp mà tuyệt đối là rất đẹp, vâng, quả thật là rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Em quay cho các bác xem để các bác có thể là ngắm từng chi tiết của chiếc xe đỉnh cao này ạ. Vâng, rất chất lượng, rất là ngon này. Đấy, giò đĩa của nó cũng là SRAM Mỹ này. Chuyển động Mỹ này. Đấy, các bác thấy chưa? Chất lượng hoàn hảo nhá các bác nhá. Đấy. Vâng, đây lắp ráp hoàn toàn xong xuôi rồi các bác nhá. Một chiếc xe quá là đẳng cấp, quá là ngon luôn các bác ạ. Titan, xe Titan, xe đạp Titan này được được rất là nhiều bác đam mê, vâng, nhưng mà giá tiền nó cũng tương đối là đẹp chưa? Giá tiền tương đối là cũng hơi cao cao tí, cho nên là cái này thì rất là kén các bác nào mà có thể là dư dư giả giả một tí thì các bác có thể cố lên một chút nhé con nhé. Đẹp cực kỳ luôn, đây các bác xem cái logo của nó phải quá nét luôn này. Cực nét, vâng. Chất lượng vô cùng luôn, quá chất lượng luôn. Chất lượng vô cùng luôn các bác ạ. Đỉnh cao, vâng. Xe Titan đỉnh cao. Rất ngon. Đấy. Bộ gạo đúc của nó SRAM Mỹ này. Quá là hoàn hảo và chất lượng. Titan này. Đấy. Cái đùm mai ơ của nó, đây các bác xem là carbon này. Rất chất lượng, vâng. Đấy. Phanh đĩa SRAM này. Đấy. Rất đẳng cấp, rất đẳng cấp. Titanium. Đấy. Vâng, lắp ráp đã hoàn thành các bác nhé. Lắp ráp đã hoàn thành xong để phục vụ các bác. Tiếng nổ thì giòn tai như ve sầu luôn. Vâng. Đấy, tiếng nổ thì cối nổ cực kỳ đẳng cấp và giòn tai như ve sầu. Vâng, rất là chất lượng các bác nhé. Rất êm ái, vận hành rất êm ái. Vâng. Đấy, quá ngon. Lốp bọc xít. Lốp bọc xít các bạn. Vâng. Lốp bọc xít các bác nhé. Vâng, lốp bọc xít. Bác nào cần lốp mắc xít cứ alo cho em. Hai lớp 26 mắc xít 27.5 27.5 mắc xít cứ alo cho em nhá. Vâng. Chiếc xe này rất chất lượng của Đức, của Đức nha các bác nhá. Titan bền nhất thế giới. Vâng. 100 năm Titan. Vâng các bác nhá. Vâng, giá em báo giá để các bác có thể tham khảo và lựa chọn những bác nào mà anh chị nào mà cần lên đời xe và cần những chiếc chiếc xe chất lượng nhất thế giới và bằng titan như thế này thì cứ alo đến số 0913812236. Và chiếc xe này em báo giá đến các bác với giá là 35 triệu. Vâng. 35 triệu các bác nhá. Rất là hợp lý và rất là ngon. Siêu thị Nhật, vâng. Siêu thị Nhật. Vâng, xe tại siêu thị Nhật về. Vâng, đây. Rất chất lượng, quá là ngon chất lượng nhé các bác nhé. Đấy, vừa lắp ráp xong các bác ạ. Vâng.